Vâng, em chào cả nhà, chào mọi người. Vâng, thưa mọi người, hôm nay em làm đoạn video gửi gắm đến với tất cả mọi người, đến với các bạn, các bác, các anh, đến với cả nhà một chiếc Omni Auric. Vâng, thưa với mọi người, Omni này là Omni điện 100V các bác nhé. Omni điện 100V. Omni này em hàng về mấy con thì trong đó có con Auric này. Vâng, thưa với mọi người là mặt phay nhôm, các phím bấm nút quên, các cái nút chỉnh của nó có cái khứa răng như thế này. Cấu hình của nó đây là nút tăng bass, tăng tép, tức là đóng cắt 20Hz, 200Hz, rồi 50kHz. Đóng cắt thêm bass tép, đây là nút chỉnh bass, đây nút chỉnh tép, đây bờ lăng phân loa, đây volume. Đây là cầu AB và đây là công tắc nguồn. Đây là tone, nau nớt, đây là nau nớt, đây là tone. Vâng, thưa mọi người là đây là hàng cầu của nó, là hàng tín hiệu input đấy ạ. Tín hiệu input tức là em đang cắm AUX, em ấn AUX. Em đang cắm AUX mặt phay, em không nau chùi gì các bác nhé. Về là em đang tải, em bán luôn, em bán giá rẻ. Còn đây là các cái model đường tiếng của nó. Đóng cắt cái này là cắt tiếng, chế độ, các chế độ tiếng của nó. Vâng, thưa mọi người như vậy. Con này hàng điện 100V, chạy 4 sò sát các bác nhé. Con này nếu để nghe nhạc vàng, và các bác nghe ở với ghép những cặp loa Nhật cũng rất dễ gắp loa thôi. Auric này thì đây, Auric này nó rất dễ gắp loa thôi. FB410, Auric FB410 có cầu AB các bác nhé, mọi người nhé. Có cầu AB ạ. Vâng, thưa với mọi người là con này là máy còn nguyên vẹn 100% luôn. Con này đầy đủ rất là thế này các bác ạ. Con này không phải là hàng chết bãi về nhé, mà con này là của một bác khách, bác ấy đổi cho em. Bác ấy chơi, bác ấy đang chơi máy sống, bác ấy đổi cho em. Bác ấy lấy âm ni to hơn, bác ấy lấy âm ni Kenwood KAV7500. Vâng, bác ấy đổi cho em âm ni trong tình trạng là sống ngon lành, mặt phay nhôm màu trắng. Hình thức cũng còn tương đối đẹp, những cái này thì nó hơi gấu ngấu bẩn bẩn một chút thì về cũng đầy đủ em. Em chả có thời gian, các bác, các anh ai có lấy về thì lấy tí nước nóng với lấy xà phòng pha với nhau, lấy cái bàn chải anh đang trà đi là sạch sẽ ngon lành, dầu mỡ bên trong. Hôm nay lý do em tháo ra là một phần em làm video, phần sau đó là em cũng cho vào những cái VR chỉnh này một số dầu, nó không sột sệt. Con này thì không thấy nó sột sệt gì, tức là như vậy. Đồng ý là âm ni chơi nâu thì nó hay bị, những cái hàng của Nhật thì nó không ít khi nó bị đâu. Nó cũng có bị nhưng mà nó sẽ là được thời gian nó dài hơn. Nhưng con này thì chưa sột sệt gì, nhưng có điều là em vẫn cho thêm vào tí dầu. Cũng thực ra là chỉ là dầu P7 thôi, chả có cái gì quan trọng đâu. Đấy, vâng, và em làm video, em quay ruột gan bên trong để em test âm, em gửi đến mọi người. Đấy, thưa với mọi người như vậy. Về chất âm của nó thì... đây em đang chạy thẳng từ máy vi tính vào đây, chứ em không phải nhạc số nhạc riêng gì đâu. Và em chạy từ âm ni ra loa không qua một thớt nào hết. Thưa với mọi người là nó chạy 4 sò sát này thì các bác kéo được cặp loa bass 23, 25 thì hơi cố, 25 thì hơi cố. Cặp bass 223, ví dụ cặp Kenwood hoặc cặp Pioneer, các bác ngồng trong nhà thêm với một cái thớt lọc nữa thì quay laser nữa thì nghe nhạc tuyệt vời. Tuyệt vời. Còn âm ni bên trong thì em xin quay qua cái phần ruột. Thưa mọi người là chạy 4 sò sát các bác nhé, mỗi kênh chạy 2 sò sát. Thiết kế là cái kiểu mạch nó như thế này đấy các bác nhé, cái kiểu vỉ mạch nó màu nâu nó như thế này đấy. Chứ không phải là các bác, các anh sử dụng nhiều rồi thì các bác, các anh biết, còn một số các bạn chưa biết thì để bảo hay là nó nâu, nó đen, nó xám, nó cũ vậy. Không phải đâu, chữ nghĩa nó còn nguyên si, chẳng ai động chạm đến nó, cái mạch nó thiết kế là màu nâu như vậy. Vâng ạ, đấy, đầy đủ nó như vậy. Biến áp rất là khủng các bác nhé. Đằng sau của nó đây thì là cũng cắm cửa loa, nó có chạy cầu AB. Em quay ngược điện thoại, đây dây nguồn này. Đây nó có A, cầu A, cầu B này. Đây là jack line quay này. Và đây là đường input của nó, 4 cái cổng đằng trước này. Thì 4 cái cổng này thì nó ở ăn liên quan đến dây bẹ, dây bó của nó còn nguyên si. Con này chưa sửa chữa gì đâu ạ. Nó ăn vào 4 cái này, 4 cái đường input đầu vào. Vâng, chất âm con này cũng rất là tốt đấy các bác ạ. Chất âm con này cũng rất là tốt đấy, vâng.
Em về thì nói đầy đủ là sáng nay bác ấy đổi lại cho em. Vâng, thì là nói đúng ra là tính với nhau là 1 triệu. Sáng nay thì nói thật với các bác là đổi, em không giấu giếm gì. Thì đổi cho nhau thì em tính cho bác ấy là 1 triệu. Em tính với bác ấy là 1 triệu thì bây giờ thì nói thật là bỏ ra em cũng có cho tí dầu tí mỡ vào với lại buôn bán. Thì cũng phải có thêm tí công, khoảng tầm độ 1,2 triệu thì em bán. 1,2 triệu thì em bán, mà giá đây là em báo giá tại cửa hàng chứ không có bao ship, bao giết gì đâu ạ. Vâng, không có bao đổi nguồn, không có bao đổi nguồn, không có bao ship. Vâng, giá là giá máy trần như thế này. Máy em bao zin nguyên các bác nhé, máy rất là chắc chắn, nguyên zin chưa hề sửa chữa gì. Nói ra đây thì đồng ý là 1 triệu bạc thì được nờ nãi 100-200 nghìn, không giàu có cho nên em chả cần phải nói dối. Ai mua giúp cho em, đắt hàng cho em được thì mua. Nhưng đầy đủ máy còn nào em trình bày luôn, sửa chữa em nói là sửa chữa rồi mà chưa chưa sửa chữa được. Đèn đung từ con đèn công suất của nó còn nguyên các bác nhé. Các bác ơi, tiếng đánh vào nếu mà ghép với cặp bát 23 đổ lại, thùng cao 60, các bác thêm một thước quantizer thẩm âm nghe nhạc. Nhất là các bác, các anh, các bạn hay là những người có máu nghe nhạc vàng Bolero thì thôi rồi. Vì thật đầy đủ hàng ngũ âm đi Nhật, mà nhất là cái hàng Aurex này thì về thương hiệu của nó, tên tuổi của nó là dân giới ăn ăn chơi rồi. Đấy, như kiểu ô tô nó như kiểu là Lexus. Vàng cũng nói đầy đủ vậy, cũng thêm cặp vào đây mấy câu phét nác vậy, chả biết có đúng không. Vâng, thưa với mọi người như vậy. Còn các nút của nó tất cả còn nguyên. Đấy, cái này đóng cắt bát tiếp các bác ạ. Nhà ra đấy là nó thế. Đây cầu cái công tắc nguồn. Đấy vâng. Đấy xong. Tốt tốt đấy. Em đang nghe thưa mọi người đấy. Em đang đấu thẳng vào cặp bát 225 đấy ạ. Vâng, cặp KCS đấy ạ. Em đang đấu vào cặp KCS bát 225 đấy. Em chỉ có đến đây thôi là đã đánh lòi kèn ra rồi. Em thì đặc biệt là test âm này em không có thêu dệt, không có đưa âm thanh số thanh nhất gì vào, bởi vì thật ra mà nói là các bác các anh một số người chơi thì cũng đã, người ta tự nhiều người ta hiểu, người ta biết, người ta phối ghép nhiều. Còn một số các bác các anh biết là anh em mình đâu phải ai cũng có âm thanh số, ai cũng có đầu giải mã đâu. Tức là ông kết nối bằng cái điện thoại hoặc kết nối nhạc mạng thì mình nghe vậy thôi, gọi là nhạc xô bồ vậy thôi, chứ còn đâu mà có âm thanh số hoặc là những cái đồ chi tiết nó cao. Nói đầy đủ như vậy về hàng chất lượng âm thanh thì anh em mình cũng chủ yếu là nghe phổ thông nhạc mạng đấy, hoặc là kết nối qua điện thoại bởi đấy này nọ kia vậy, chứ còn này, những cái chi tiết của âm thanh thì nó vô vàn lắm, bởi vì là có những cái đầu ra âm thanh của nó nghe không muốn đứng dậy. Mở ra nghe, người ta mở mình nghe không muốn đứng dậy luôn. Đấy, cho nên là về chi tiết âm thanh thì nó nhiều vấn đề lắm. Cũng có thể là bạc triệu, có thể hàng trăm triệu cũng vẫn nghe, nhưng chất âm của nó hoàn toàn khác nhau. Nên là vâng, con này thì đầy đủ đó, thì bảo là nó thế này thế kia lắm thì em chẳng dám nói, bởi vì hàng âm ni cỏ này thì cũng nói thật ra mà nói được. Thật ra như con Aurex này bây giờ mà hàng bãi về thì nó hơn 2 triệu. Hôm nay thì người ta chơi nó còn trọn vẹn thế này thì nó còn đẹp thế này thì em cũng nói đủ như vậy. Thì đổi cho em thì em chẳng giấu gì các bác các anh, giấu mọi người, hạch toán tính với nhau là 1 triệu con này. Thế thì nay thì em cho vào tí dầu tí mỡ với em buôn bán thì em bán 1,2 triệu. Ai có nhu cầu đắt hàng được con Aurex này, em bao zin bao nguyên các bác nhé. Câu nói em lấy danh dự mà bảo đảm chất lượng. Vâng, 1,200,000. Còn riêng về chất lượng là em bao zin. Vâng, cũng thưa với mọi người như vậy. Cũng không phải vì 100-200 nghìn là phải nhấn mạnh quá đến mức ấy, nhưng mà nó có thế nào em zin thì em khẳng định như vậy. Ngang của nó 42 đi ạ. Gang em 22, 42. Nó vừa bằng size cái con thớt nọc. Vâng, ai có nhu cầu sử dụng đến con âm ni Aurex SB410 này thì xin liên lạc về cho em qua số điện thoại 0982 482 610.
hoặc 0947631743. Cửa hàng em ở tại số nhà 150 đường Lê Lai, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Em ship hàng toàn quốc các bác nhé. Giá 1,2 triệu là em không bao ship, không bao nguồn. Máy trần bán tại cửa hàng. Em ship hàng toàn quốc các bác anh ngay ở gần khu vực Hà Đông. Thì có nhu cầu dùng đến con này thì mời các bác các anh về tại cửa hàng để trực tiếp xem máy, test âm, đặt hàng cho em. Còn các bác các anh ai là những người ở xa có nhu cầu sử dụng đến thì cứ yên tâm, tuyệt đối em lấy danh dự bảo đảm máy còn zin nguyên, chạy 4 sò sắt. Vâng, đồng ý là nó hàng 1,2 triệu thì không bì với hàng 12 triệu được. Cũng dám nói đầy đủ như vậy, nhưng nó còn chất lượng đến đâu thì em xin trình bày đến đấy. Và các bác đánh nghe nhạc vàng, bolero, những cái nhạc gọi là nhạc trữ tình thì cũng dám nói thật là chất âm rất là hay, rất là sâu, tiếng bass đánh rất là tốt. Cầu AB đánh bình thường tất cả các bác nhé. Chất âm rất tốt các bác ạ, máy còn nguyên zin. Cái này nếu hát karaoke vừa vừa thì cũng nói thật luôn là nếu mà cặp bát 25 bình thường mà các bác lo lầm đấy, nó cỏ, nó rẻ tiền. Các bác ghép với một cái thớt vang nữa, có cái thớt vang cũ rẻ tiền này, thì các bác ghép vào phối ghép cái này để dùng làm đầu đẩy công suất, các bác hát karaoke vẫn là bình thường. Mình phối ghép cũng mà ngoài ra nữa thì không thì mình lại nghe nhạc vàng. Cũng nói đầy đủ ra thì hơn 1 triệu bạc thì cũng xứng đáng, theo em nghĩ là như vậy. Mà máy này chơi thì lại chắc. Nhưng chỉ chú ý là nó là điện 100V này. Những con hàng Nhật này thì cũng không nên lưu ý, đừng nên cắm nhầm. Vì khi cắm nhầm nó quá áp rồi nó chết thì, nói đúng là nó chết thì vẫn chữa được, bảo không chữa được thì không đúng. Nhưng mà gần như kiểu là nó ăn một trận đòn đau quá rồi xong, vì sau nó yếu đi. Cũng nói đủ là như vậy. Vâng, em xin gửi gắm lên đây, ai có nhu cầu dùng đến nó thì xin liên lạc về cho em qua số điện thoại 0982482610. Vâng, cửa hàng em ở tại số nhà 150 đường Lê Lai, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Vâng, em xin chân thành gửi gắm đến với mọi người, đến với cả nhà, đến với các bác, các anh. Vâng, em xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã xem video của em. Em chào mọi người.